đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, hôm nay anh Huy sẽ hướng dẫn cho quý vị khán giả và Ngọc Hương món ăn gì đây? Từ từ đã Ngọc Hương, hai anh em mình đố vui một chút xíu cho vui ha. Lại đố vui, công nhận là ăn được món ăn của anh Huy hướng dẫn và chế biến sao mà khó quá. Nhưng mà có chuyện đoán không nè. Nhưng mà Ngọc Hương cũng sẽ rất là sẵn sàng. Rồi, vậy thì món ăn của chúng ta hôm nay có một chữ cùng với chủ đề món hè đa sắc. Phải là tên nguyên liệu của món ăn. Món hè thì không phải rồi, sắc thì đâu có nguyên liệu nào đâu. À, em biết rồi, đa, chim đa đa. Chim đa đa. Ngọc Hương thật là vui tánh, chim đa đa có trong bài hát rất là hay mà nở lòng nào đem chế biến món ăn. Nhưng mà không sao đâu, em cũng đoán trúng được chữ đa rồi. Hôm nay một món ăn sẽ kết hợp với bánh đa đó Ngọc Hương. Vậy là Ngọc Hương cũng giỏi chứ bộ. Nhưng mà em đoán được tên món ăn luôn đó. Anh Huy thế nào cũng hướng dẫn cho quý vị khán giả và Ngọc Hương món hến xúc bánh đa rất là phổ biến. Ngọc Hương lại sai nữa rồi. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng một nguyên liệu khác để ăn kèm với bánh đa và đảm bảo còn đa sắc hơn nhiều. Không đợi quý vị chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện món ngon trong tích tắc ngày hôm nay với tên gọi bánh đa xúc thịt băm. Để chế biến món bánh đa xúc thịt băm, chúng ta cần có một số nguyên liệu và gia vị sau: bánh đa, thịt băm khoảng 150g, 40g bắp hạt, 40g đậu cô ve, 40g cà rốt, hành lá, tỏi băm, gừng băm, mè rang, một số gia vị thông dụng, hạt nêm aji ngon và không thể thiếu nước tương đậu nành Lisa. Khi mà nghe anh Huy á giới thiệu tên món ăn á là bánh đa xúc thịt băm thì Ngọc Hương nghĩ á là không có đa sắc đâu, nhưng mà chắc hẳn là quý vị khán giả nhìn nguyên liệu với gia vị á thì cũng đa sắc thiệt đó anh Huy. Đúng rồi. Và bây giờ em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, quý vị khán giả cũng sẵn sàng chờ anh Huy hướng dẫn rồi đó. Đậu cô ve chúng ta sẽ cắt hạt lộ khoảng 5 ly là được rồi. Cà rốt này anh cũng cắt hạt lựu cỡ như là đậu cô ve vậy nha. Anh cắt hành lá ra nhỏ như thế này, sau đó anh em mình sẽ ướp thịt ha. Dạ. Thịt chúng ta sẽ cho qua một cái tô. Quý vị sẽ ướp thịt với nửa muỗng cà phê hạt nêm aji ngon, nửa muỗng cà phê đường, một chút xíu tiêu. Dạ. Khoảng một muỗng cà phê nước tương đậu nành Lisa quý vị nhé. Có nước tương đậu nành Lisa thì món ăn sẽ thơm ngon, đậm đà và màu sắc cũng rất là bắt mắt nữa. Và đặc biệt không thể thiếu một chút xíu nước để thịt được tơi ra. Đây, em sẽ cho một ít nước vô nè. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ tán ra để cho thịt tơi ra trước. Trong lúc Ngọc Hương đảo đều thịt lên thì tôi sẽ mở lửa, bắt một cái chảo lên, chúng ta chuẩn bị xào thịt băm quý vị nhé. Bây giờ chảo nóng rồi, anh sẽ cho dầu vô nè. Chúng ta sẽ phi thơm khoảng một muỗng cà phê tỏi băm nè, một muỗng cà phê gừng băm nè. Ủa sao mình lại phải sử dụng gừng cho món ăn này vậy anh Huy? Để tạo thêm cái hương vị cho món ăn này thêm thơm ngon đậm đà hơn đó Ngọc Hương. Khi mà thơm lên rồi thì Ngọc Hương cho thịt vô. À đây, cho thịt băm vào. Anh sẽ xào tơi thịt này ra. Em đảo tơi qua đi, anh cho những cái thành phần còn lại vô nha. Đây, để em phụ anh Huy cho. Cà rốt nè, và cả đậu vô luôn. Dạ. Chúng ta sẽ cho thêm khoảng 2 muỗng canh nước vô nè. Khoảng 1 muỗng canh nước tương đậu nành Lisa. Đây, bắp hơi mềm do đó anh cho sơ vô sau một chút xíu. Dạ. Anh sẽ nêm thêm hạt nêm aji ngon, một chút xíu đường, một chút xíu tiêu. Chúng ta lưu ý một điều là không nên xào lâu quá nha Phương. Bởi vì ở đây màu sắc thì có đủ nè, màu cà rốt, màu xanh của đậu cô ve, màu vàng của bắp rất là đẹp. Nhưng nếu chúng ta xào lâu quá sẽ làm mất màu và mất cái dinh dưỡng của món ăn này đó. Dạ, em sẽ nhớ điều này mà. Bây giờ em tắt lửa nha. Bây giờ ở đây anh đã chuẩn bị sẵn bánh đa ha. Chúng ta sẽ cho một ít thịt băm vô. Cuối cùng anh sẽ rắc một ít mè rang lên cho thơm, cho một ít bánh đa vô trang trí luôn. Wow, công nhận á, món ăn này á đầu bếp Thanh Huy chế biến trong tích tắc thiệt đó nha. Bây giờ thì em ăn thử một miếng bánh đa xúc thịt băm nha, rồi góp ý cho anh coi là anh làm có đạt yêu cầu của em đưa ra hay không. Cảm ơn anh Huy nha. Ngọc Hương cắn một miếng bánh đa thật là giòn, anh có cảm giác như là rất là ngon rồi đó. Anh Huy nói đúng rồi đó.
Cái cảm giác đầu tiên á, khi cắn một cái vào miếng bánh đa thì giòn rụm luôn nha. Còn các loại gia vị á, thì thấm đều trong thịt. Và các loại rau củ quả thì vừa chín tới, ăn vẫn còn giòn giòn. Nhưng mà em nghĩ á, em có thể thay bánh đa cứng này nè bằng bánh phồng tôm cho các bạn nhỏ dễ ăn được không anh Huy? Dĩ nhiên là được rồi đó Ngọc Hương. Đối với một số bạn nhỏ, nếu mà ăn bánh đa cảm thấy cứng quá thì chúng ta cũng có thể dễ dàng thay thế bằng bánh phồng tôm. Và bánh phồng tôm thì như quý vị biết, ai cũng có thể ăn được, phải không Ngọc Hương? Ừ, đúng á, là bí quyết nấu ăn rất là ngon mà cũng lại tiện lợi. Bởi vì chúng ta có thể thay đổi các nguyên liệu tùy thích và tùy theo lứa tuổi của các bạn nhỏ ở nhà đúng nữa đi ha. Món ăn ngon, đơn giản, chỉ chế biến trong tích tắc và đầy đủ chất dinh dưỡng là tiêu chí của chương trình chúng ta mà Ngọc Hương. Ừ, đúng rồi đó. Món hè đa sắc. Cảm ơn anh Huy đã hướng dẫn cho Ngọc Hương và quý vị khán giả món hè đa sắc ngon như thế này. Ngọc Hương tin là tất cả mọi người trong gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ, sẽ mê thích món ăn này đó anh Huy. Và quý vị khán giả thân mến, khi chế biến thành công món bánh đa xúc thịt băm, hãy đừng quên chia sẻ cảm nhận về cho Ngọc Hương cũng như là đầu bếp Thanh Huy ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và yêu mến chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.